Rồi, mình vừa mới chỉnh về chế độ 4G rồi, mọi người thấy có ok không mọi người? Chắc là do cái phông nền lên là nó chưa quen đấy mọi người. Rõ rồi, rõ rồi, rõ rồi đúng không? Mày ghê quá My ơi. Rồi ok mọi người ơi, Hùng xin được chia sẻ một chút về cái trailer này nha mọi người. Thì trailer của mình hồi nãy đăng lên thì mọi người thấy nó dài là 1 phút 24 giây. Nếu như mọi người ở đây chúng ta có edit lại ở trên các nền tảng khác như là TikTok nhớ để tên ổng vô. Mọi người nhớ ghi cái nguồn vào giúp cho Hùng nha. Là MV chính thức sẽ được phát sóng vào ngày bao nhiêu, trên cái kênh nào để ủng hộ cho anh Hạt Rẻ Về Bé Dâu nha. Và Hùng xin được chia sẻ với mọi người luôn, nếu như MV này thành công lên tắt thịnh hành ok thì mình sẽ chuẩn bị sắp tới ra thêm MV nữa. Trời ơi mày, người ta quay MV mà MV nhiều vào. Mày ham ngủ quá. Mày cứ nghĩ cái cảnh mày ngủ mê ngủ là mày thế này kia. Mệt lắm á mọi người. Biết là mệt rồi nhưng mà tao cũng vậy thôi. Và MV sắp tới sẽ là bài hát mà thằng Duy nó sáng tác cho tôi. Bài hát này mình cũng chưa biết tên là gì. Dù cho trời đất không quay nữa thì anh vẫn mãi ở bên em, chẳng rời xa nhau đôi đã khiêu vũ cùng nhau tăng 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 tăng. Đó ok. Rồi bây giờ chính là tôi ăn đâu mà. Rồi được rồi, bây giờ dọn hết này đi rồi ngồi kể về câu chuyện chỉ đại cho tao nghe coi nào. Mày đã xem lại cái clip đó chưa? Vâng. Sao đâu nhanh vậy? Hả? Ở đâu mà nhanh vậy? Thấy trên TikTok quá trời. À, mày đã coi rồi. Ngồi đây kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện thời chỉ đại của mày coi nào. Rồi, ngồi đây. Mọi người biết là hôm qua thì tôi dẫn nó đi công viên Lê Thị Riêng, thì nó mới kể với tôi là nơi này là cái nơi mà ngày xưa nó gắn bó đến với những cái buổi đêm gọi là ngủ bờ ngủ bụi. Lúc thì đến xe buýt, lúc thì sau tượng đài, lúc thì gốc cây đấy, rồi lúc thì vào lấy nước rồi để lại 5k rồi mang đi, rất là nhiều thứ đó nào. Rồi bây giờ mọi người chúng ta cũng thấy được cả cái quá khứ trước đây của mình. Bả nghe bả lên bả đòi tiền tôi đó. Bây giờ cái bà mà bà bán nước cho mày, bà nghe xong rồi nhiều khi bà còn hỏi địa chỉ đâu để bà mang nước bà cho mày thêm đó. Nghĩa là một cái cô gái bây giờ đã có một cuộc sống tốt hơn rồi. Mày ngồi đây cho tao phân tích và tao nói cho mày nghe này. Thì mày biết là bản thân tao ngày hôm qua sau khi xem cái video đó xong á, tao cũng rất là xúc động về những cái mà mày đã từng trải qua. Bởi vì ở cái độ tuổi giống như mày, chưa chắc những cái đứa trẻ nó đã phải trải qua những cái sự gọi là lam lũ ở ngoài cuộc sống như vậy. Nhưng mà mày biết là bây giờ cũng có rất là nhiều hoàn cảnh tương tự giống như mày vẫn đang ở ngoài kia, nhưng mà mày vẫn đang được ngồi đây ở một cái nơi nó ấm áp, nhiều người họ yêu mến mày, dành cho mày những điều tốt đẹp. Thì tao hy vọng rằng là mày nhìn vào cái quá khứ đó để mà mày trân trọng với lại cái thời điểm hiện tại. Thì tao hy vọng rằng là mày hiểu rằng là bản thân mày đã phải trải qua những cái khổ cực gì trong cuộc sống. Ok, cắt cái thẻ đi. Thế á, hy vọng rằng là bây giờ mày hãy nhìn vào những cái quá khứ mà mày đã từng trải qua, thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tinh thần, thiếu thốn tình cảm, mà bây giờ cuộc sống mày đầy đủ hết tất cả những cái đó rồi thì phải trân trọng. Bởi vì cuộc sống cơ hội nó không đến với mình nhiều lần, và không phải là ai trong cuộc sống người ta cũng dành thời gian, sức khỏe, tiền bạc tất tần tật mọi cái để mà lo lắng cho mày. Nên tao hy vọng là mà mày phải trân trọng những cái điều đó. Ok. Rồi mọi người, hôm qua vui quá. Nhanh quá hả? Rồi ok, bây giờ chắc là khui quà. Đầu tiên là cái này. Không, khui cái này là cái này đi. Cái này là cái băng rôn. Cái này chỉ là cái băng rôn đi kèm với cái bánh kem thôi. Rồi bây giờ lấy cái vỏ bóng chưa chắc đi. Lấy cái vỏ bóng chưa chắc đi. Không, vỏ bóng nó bự lắm. Sao quá à, cứ cái này thôi đi. Cho cái camera ra xíu đi em. Rồi ra xíu. Từ từ. Cái này là có thiệp đó, để ta đọc cái thiệp xong rồi ghi cái gì rồi. Nè. Để ta đọc cái nội dung ở trên đây nha. Ui cái mẹ cong vậy. Rồi cho lùi rồi, để thẳng rồi chứ cho lùi ra là chứ là được. Rồi ok mọi người. Từ từ bỏ xuống. Nè, ở trong cái phần quà này trên cái trái bóng này nó ghi là chúc MV Tiếng Trái Tim Anh coming soon top trending ngày 16 tháng 5 năm 2023 Trần Quang Hùng. Rồi, mở cái này lên. Này thì bình thường thôi, đó. Đây là phần quà, là trong đây là những trái bóng. Từ từ, bây giờ không có mở ra làm gì? Trời ơi, nó không có bay thẻ là tiền lên giống như mọi khi đâu. Đây thì là những cái có cái gì đâu mà nhìn từ trên bên dưới này. Có không? Cái này rút hả? Trời ơi, nãy giờ ta tưởng là phải bay lên. Ok, đây là cảm ơn một món quà của một người em. Từ từ ta đọc thiệp đã, Ô, mọi người đợi Hùng xíu nha. Sao bị tụt mất mấy ca view rồi mọi người? Mọi người chia sẻ lại giúp Hùng đi mọi người. Mạng yếu hay sao mà bị tụt mất mấy ca rồi? Mọi người đợi Hùng xíu nha, Hùng xin được đọc cái nội dung của cái món quà này mà bạn ấy dành tặng nha.
Rồi nội dung như sau này. Dạo này thấy anh gầy đi nhiều, combo đau họng, ngạt mũi, mệt mỏi hay quên. Nhìn anh trên live mà thấy thương anh quá, vì hoàn thành ước mơ hướng về cộng đồng mà anh đã bỏ quên sức khỏe của mình rồi. Anh cố gắng ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để có sức khỏe nha. Chúc MV Tiếng Trái Tim Anh Commission top 1 trending. Anh đã làm cho chúng em tự hào, và đây là lúc chúng em cùng nhau đoàn kết để anh tự hào về gia đình báo chúng ta. Ký tên bé fan âm thầm. Yeah, xin được cảm ơn bé fan âm thầm đã dành tặng cái món quà này cùng với cái nội dung rất là hay nha. Bây giờ mình tạm thời bóc quà xong rồi mình bỏ xuống đất đi. Đó, lấy cái món quà khác. Ê, bỏ bên kia đi. Rồi ok, bóc cái nào xong rồi mình bỏ. Rồi đây, ok, được rồi. Rồi. Là ba ông ác với tôi nữa. Mày để trước đó sao tao để ý được? Không uống thì mày đậy cái nắp vào chứ. Tôi có nắp đâu, anh gì nó nói. Rồi, bà nọ rồi, bà đổi nữa. Rồi, đưa bà hay nó theo quá. Đây, nó là cái này. Mọi người share giúp mình cái live stream nha. Cái này đi. Rồi, tiếp tục. Đầu của tôi không à. Rồi, bây giờ toàn là quà của mày thôi đó. Đây là túi sạch rất là cool the này. Lót cho này. Từ từ. Ôi bộ đầm này dễ thương thế. Đọc đi. Rồi mang mấy cái quà cho lên đây. Đây là món quà dành cho con My nha, để mình đọc cho mọi người nha. Gửi bé dâu dễ thương. Chúc bé dâu ngày càng xinh đẹp, nghe lời anh hạt rẻ để hoàn thiện bản thân tốt hơn từng ngày. Chị sẽ âm thầm ủng hộ bé dâu và anh hạt rẻ suốt một chặng đường dài trong tương lai. Chúc bé dâu và anh hạt rẻ luôn vui vẻ và hạnh phúc, có một cuộc sống luôn an yên, luôn chiến thắng mọi thử thách nhé. Nana tặng bé dâu dễ thương. Rồi, rất là dễ thương, toàn là màu hồng thôi. Đúng, tại tôi thích màu hồng. Rồi, từ cắt cái thiệp này vào đi đó. Hôm nay nhiều quà quá. Rồi, của bé dâu cái chắc vua. Của mày tát. Đúng rồi đó bà nào ấy. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Em tập tấm hệt dê chui hả? Trời ơi, có kẹo kìa. Từ, đây là một cái tấm thiệp gửi tặng Hoàng Sơn. Của bé dâu chắc hơn. Kệ, để ta đọc cái nào. Chúng em yêu anh như vận tốc không phanh, dù mong manh nhưng anh là tất cả. Ký tên kiểm duyệt viên báo FC Gió Biển. Những món quà nhỏ này tượng trưng cho tình cảm của chúng em, FC báo Gió Biển dành cho anh. Dù trong cuộc sống có chua cay mặn ngọt như thế nào, chúng em vẫn bên cạnh anh Hoàng Sơn. Anh mặc gì cũng được nhưng đừng mặc kệ chúng em, FC nhà em vẫn đồng hành cùng gia đình báo. Đọc cái này. Mày tưởng của mày hả con? Anh để lắp lại cho. Không, cái này chỉ là cái địa chỉ gửi qua về đây thôi. Đáo quà của người ta bà gom lại lắm. Còn quà của nó thì nó. Rồi từ từ. Bà nội luôn á bà nội. Cái này chắc chắn là của anh sẽ. Chắc chắn của bé dâu rồi. Mở ra kê cục. Rồi, Gucci pen. Rồi, đây là một cái của mày đó, áo này học nữ mà. Nữ hay nam? Nữ. Nữ rồi, cảm ơn. Bỏ ra thử xem nào. Mở ra đi. Này của anh. Này của nam này, đúng không? Để mình thử xem nào. Rồi, cái này là áo của nam. Còn áo màu hồng của mày quá, đúng không? Rồi, từ từ, để gấp vào đây nào. Xem có thiệp không để tao đọc. Rồi, tiếp tục. Quà gì mang hết trên đây để mà triển khai. Nè. Không vui đi. Trời. Rất nhiều quà nha mọi người. Này đọc chưa? Không, cái này là địa chỉ công ty mà em. À, rồi. Cái này là cái gì đó? Cái này là cái gì mọi người? Mở ra coi anh. Cái này chắc là hình như là... Rồi, ta biết cái này rồi. Đây là hai cái hộp uống đông trùng hạ thảo của cái chị Phan kia chị gửi cho tao. Đúng rồi, nãy ra chị có nhắn tin rồi. Đúng rồi, hai cái hộp uống tăng cường sức khỏe, nâng sức đề kháng. Tăng cường. Rồi ok. Mọi người đang bảo hai cái áo nam kìa. Đưa lại cái áo vừa rồi thử mở ra xem coi. Áo nam hết. Ủa gì không phải của bé dâu hả? Trong đó có một cái váy. Cũng có bé dâu nha mà. Mặc công lắm mọi người à. Bé dâu cái gì cũng bé dâu, cứ là của bé dâu hết. Mặc công. Áo của tao hả? Ủa áo này áo. Áo nam. Áo nam đúng mọi người. Áo nam. Áo nam hay áo nữ? Áo nam. Mọi người đang comment là áo nam. Có thiệp, mọi người bảo có thiệp nữa. Kiếm lại xem có cái thiệp không để đọc nào. Thiệp đâu ta? Tuấn ơi cho dùm mấy cái áo trắng này vào trong cái túi này đi.
Có thiệp không mọi người? Hồng cá tính à? Má Hồng này mặc có bị nam có bị loại bánh bèo không ta? Cái áo này thì chắc kết hợp với lại tôi tắt rồi đó, tôi tắt rồi. Biết rồi. Của tao, hồi nãy người ta nhắn tin cho tao rồi. Trời ơi, lâu lâu tao mới được quà nhiều vậy mày. Còn một đống của mày kìa. Trời ơi, đồ mày mặc cả tháng còn không hết. Tao lâu lâu mới được mọi người tặng mà mày đã ghen tị với tao rồi. Rồi, tiếp tục, đây là hai cái. Chú, đã thiệp kìa, đi kiếm cái thiệp đã. Đi kiếm cái thiệp đã. Không biết. Từ từ đi bà bé nhau. Trời ơi, mày quan tâm đến quà mọi người tặng một xíu đi. Xem có cái thiệp mọi người ta đọc chưa nào. Đâu? Mọi người bảo đang có cái thiệp kìa, tìm xem. Trời ơi. Đấy, cái đòi cái nào liên quan đến mày là mày sướng. Cái này là cái bút đây. À, đây là cái áo size gì đây ta? Này, sơ mi. Sơ mi, sơ mi tay ngắn. Okay. Này có thiệp nè. Thiệp đâu có muốn thiệp này hồi nãy đọc rồi. Còn cái thiệp, thiệp nào xong trong này, trong cái hộp. Thiệp mới nè. Thiệp mới hả? Còn cái thiệp hộp này hình như không có gì nữa. Đúng rồi, cái hộp này thì chắc không có. Còn cái hộp mà hồi nãy cái hai cái áo Gucci màu hồng với màu trắng. Đây, mình xin được đọc cái thiệp của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Hello anh Hùng và bé Bi, tin báo âm thầm có mấy món quà độc lạ, không giống ai muốn tặng anh Hạt Rẻ và bé Dâu. Biết anh Hạt Rẻ khoái âm nhạc nên tụi em tặng anh cái tai nghe. Người ta tặng tai nghe cho tao mà. Tai nghe mày cứ tưởng, ủa cái này là cái gì vậy? Là cái tai nghe mà. Để tao đọc nào. Đưa tao coi nào Bi. Đưa ta cầm lên ta cho mọi người xem. Đây cái đây là cái tai nghe siêu to siêu khổng lồ. Biết anh Hạt Rẻ khoái âm nhạc nên tụi em tặng anh cái tai nghe siêu to khổng lồ để anh mở nhạc thiền tịnh tâm. Mình cũng khoái âm nhạc mà. Hoặc những lúc mình vô chi thì mở nhạc lên để chill. Còn bé Dâu, tụi chị tặng em cặp viết cặp viết cột trời. Đó, cặp viết cột trời. Đây. Để em nhìn và cố gắng học chăm chỉ. Cặp viết này sẽ soi sáng con đường em đi học tập của em. Và muôn đời không hết lực. Sorry em, chị chỉ mua được cặp viết chứ không mua được đồ để chuốt. Nên em chịu khó lấy dao cạo nha bé. Do nhà sản xuất chưa có ra nào. Nó ra chị mua tặng em sau nha bé Dâu. Tin báo âm thầm cùng tần số với anh Hạt Rẻ và bé Dâu. Báo và báo, mãi yêu gia đình báo. Hứa hết hôm nay tin không báo nữa, nhưng của ngày mai thì chưa chắc. Mãi yêu mãi keo FC báo âm thầm nha. Yeah. Đây rồi 10 điểm. Đâu cái tai nghe đâu? Mày đang vàng người ta ghi tặng cái gì thì mày để cái đó ra chứ. Mày cứ đòi hết cái này thì cái đó cái nào cũng của mày hết vậy. Rồi, để cái thiệp này ra. Ờ có cái gì không? Cái tai nghe đâu, để ra đây một góc xong lát nữa rồi. Mày để ra đây, mày cứ để vào đồ của mày xong lát nữa mày mang về. Đây, để ra đây. Tiếp tục. Cái này có phải của mày nữa không? Phải. Áo đôi thầy ơi là sao? Cái này chắc Ronaldo. Từ từ mọi người đang comment. Ý là cái bộ đồ nãy đó, cái đạn hồng với là cái áo hồng rồi đôi. Ý là cái áo hồng đó là tôi mặc với lại cái váy hồng mà nó mặc đúng không? Sẽ là một đôi đúng không? Ý mọi người nói là vậy đúng không? Đấy. Không, cái này móc ra bằng tay rồi mà. Trời má trời. Má ơi. À rồi tao hiểu rồi. Là cái váy đó là mày mặc và cái áo hồng là mày mặc đây nè, là cái, là cái áo nè. Cái áo hồng là của nó hay là của à, tôi không. Tôi không hiểu mọi người đang nói cái gì luôn á. Cái nãy đó thiệp màu hồng áo đôi chả hiểu. Từ từ để comment nào. Người ta kêu là cái áo hồng là của tôi đúng không mọi người? Ok, áo là của tôi, còn cái váy là của con Mi. Ý là khi đi đâu chơi thì tôi mặc cái áo màu hồng, con Mi là mặc cái váy màu hồng đúng không? Ý mọi người đang nói là vậy đúng không mọi người, để mình biết. Rồi ok, áo hồng đôi với lại cái váy hồng. Khi nào đi đâu chơi thì kiểu là tôi mặc cái áo hồng đó, con Mi mặc cái váy hồng, rồi hợp lý, hiểu. Rồi ra kêu xét. Rồi ok, hiểu rồi nha. Rồi người ta bảo là trong cái đồ mà mọi người tặng hồi nãy, cái váy hồng với lại cái đầm hồng có một cái tấm thiệp màu vàng á, thử kiếm xem có. Trong cái đầm. Trong cái đầm á, thì thử kiếm chịu khó kiếm. Để đầm. Rồi ok, mình hiểu ý mọi người rồi, yên tâm mọi người. Khi nào tôi với nó đi đâu kiểu dễ thương thì tôi sẽ mặc cho mọi người xem. Đây nè, cái thiệp màu hồng này mày không chịu đọc, mày cứ bóc quả đây mà không chịu nhìn. Cô biết rồi. Tao bảo mày kiếm lại đi ngay trong cái hộp đó. Mãi đọc qua khui quà phải đọc thiệp của mọi người chứ. Thôi mà ông nói đúng mà. Gửi anh Hạt Rẻ và bé Dâu Ninh Bình. Chúc anh Hạt Rẻ và bé Dâu Ninh Bình một đời an yên, may mắn, hạnh phúc và bình an. Cho đi sự chân thành sẽ nhận được yêu thương, và anh đã làm điều đó. Mong anh Hạt Rẻ chân cứng đá mềm là bờ vai vững chắc cho bé Dâu. Ninh Bình dìu dắt bé Dâu thành phiên bản thứ hai giống anh Hạt Rẻ nha. Bé Dâu Ninh Bình ơi, tụi chị chúc em ngoan ngoãn luôn nghe lời anh Hạt Rẻ để mình được hoàn thiện hơn nè.
trở thành phiên bản đặc biệt của anh Hạt Dẻ mà yêu và đồng hành cùng anh Hạt Dẻ và bé Dâu Ninh Bình FC báo 4 triệu em. Yeah, xin được cảm ơn FC báo 4 triệu em nha. Em bà cứ nói hoài. Bà làm lâu quá. Tay bà mạnh. Rồi, ở đây. Rồi, mình sẽ đặt khui quà tiếp theo nha. À, rồi, mở ra đi. Ôi, có chừng rách. Không, tôi thấy không có đâu nha má. Có nha má. Không nha má. Có mà. Ôi, đôi giày đẹp chưa? Đôi không giày à? Xài. Không, đôi giày của nó đó, đôi giày confirm. Ok. Của may, nhưng mà để ta... Bà sao? Để ta đọc cho. Ok, bà. Rồi, để ta đọc thiệt đó. Cô Hương Khuê gửi đến bé Dâu và anh Hạt Dẻ. Cô mong con ngoan và nghe lời chú Hùng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn, cho con có một tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cần con ngoan thì lúc nào chú Hùng cũng yêu thương và bảo vệ con. Và có cả cô nữa. Cô coi con như đứa con gái của cô vậy. Chỉ cần cô gái nhỏ của cô ngoan thì gì cô làm được, cô sẽ làm cho con mãi yêu hai chú cháu. Rồi, để cái tấm thiệp vào trong hộp quà luôn. Rồi, ok. Đây là cái bánh kem. Bánh kem... Mình thôi nãy giờ gần hết rồi. Gần hết rồi, thế mình muốn là khui đến ngày mai mới hết à? Ừ. Để cái bánh... Rồi, ok mọi người. Cái này cho từ mọi người đang bảo comment là khui cái đầm hồng ra. Cái đầm hồng hồi nãy mình chưa có khui ra. Rồi, bây giờ để tôi khui cái đầm hồng nữa nha mọi người. Đây, đây đúng không? Đấy. Rồi, ý mọi người nói là sau này ví dụ đi đâu có đi đâu chơi á, mày mặc cái đầm hồng này, còn tao vừa mặc cái áo hồng kia. Rồi, đây là cái áo hồng. Quay. Xinh hết chứ? Xem có thiệp không được tập chưa nào? Không. Đó, mày thử lại đây. Cái thiệp hồi nãy mình đọc màu vàng rồi. Đây mọi người, cụ te chưa? Ôi, cái liền. Rất là... À, có cái gì trong đó? Có cái thiệp gì? Đây là cái mạc của cái đầm hồng này. Rồi bỏ vào luôn này. Rồi bỏ vào. Giờ bánh kem. Rồi. Bánh kem này ghi cái gì đây để mình đọc cho mọi người nghe nha. Từ từ mở má. Đây. Bánh kem nó lật nữa. Đầm kia là sao? Đầm hồng trong hộp là sao? Để đây, đưa đây. Trời ơi, những cái nào mà chưa có. Còn đầm hồng trong hộp kìa. Từ từ khui cái nào xong cái đó đi đã. Cái nào xong cái đó đi. Đây đúng không mọi người? Đây là cái đầm hồng trong hộp. Trời ơi, mày lắm quà chưa? Mày còn than vãn cái gì? Nè, là đây. Đúng lên người. Rồi chứ mà. Đây mọi người, đúng là cái đầm hồng này chưa? Rồi, đó. Rất là đẹp. Rồi đây cho vào đây. Đây nè. Có hộp. Không, bỏ bao cho sạch xong rồi bỏ vào hộp. Không. Em mày bỏ cái bao về đó đi. Rồi, đây là món quà tiếp theo, một cái chiếc bánh kem. Từ quá. Gửi chồng yêu. Úi trời, gửi chồng yêu. Chồng yêu à. Gửi chồng yêu. Từ mọi người, gửi chồng yêu là gửi ra. Từ xem coi có cái gì thiệp. Từ. Đọc đọc rồi. Tao đã đọc đâu đây nè. Mới mở ra bà ơi. Đây là cái tấm thiệp. Gửi anh Hạt Dẻ, em không xinh để làm anh say nắng, nhưng em đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim anh. Bé Dâu ơi, chị bắt đầu có tình cảm với anh Hạt Dẻ rồi. Em không thích thì nhường cho chị nha. Em mà ăn hiếp anh Hạt Dẻ của chị là chị sẽ cho em biết thế nào là lễ hội. Chị yêu đây, chị yêu đây. Ôi trời ơi. Ý không có gì chồng kìa. Ôi mình chắc gửi chồng yêu. Ôi rồi vậy là hương ngỏng chưa? Mạnh dạn quá. Rồi. Ôi, ok, xin được cảm ơn món quà của bạn nhá. Công nhận là bạn cũng rất là mạnh dạn. Từ từ. Trời, sao mày còn giặt bánh kem. Sao món quà này mà mày thái độ kinh khủng thế. Rồi, từ từ để này xuống đó. Đây, kèm theo cái tấm thiệp luôn. Rồi, ok. Tiếp tục vào đây. Rồi, đừng có giận cá chém thớt. Ôi, gì đâu. Rồi, ok. Anh cũng hết ổng luôn à. Đâu ra gì má. Gì vậy má? Nhanh lên. Ủa, tự nhiên luôn. Ta hay vậy quá. Mở nhanh lên đi. Cái này của tôi rồi. Cái này của tôi rồi. Thì ta biết của mày rồi, nhưng mà ý là từ từ để mở ra. Cái nào? Cái gì không? Cái từ từ đi. Mày chú hoài. Thấy má nôn quá à. Thấy nôn. Nôn rồi kìa, từ từ cũng phải ra thôi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này là cái gì vậy? À, biết rồi. Ăn đi nè. Trời ơi.
hình như là cái chăn hả? Chắc vậy đúng không? Cái này mà mở ra ghi thiệp cho ai nữa tao cười luôn. Cái này là mày. Ô, cái này là cái gì vậy? Cái mền giống như cái mền đúng rồi, cái mền đó. Cái mền. Rồi cái mền đây. Chúc mừng nghe được cái mền. Cái mền. Chúc mừng bạn đã quay vào ô được cái mền. Thôi, sao mày lạ quá vậy? Trời ơi. Qua mọi người tặng đều là tấm lòng, cái gì mà ngon ngọt thì mày nhận về mày hết. Còn cái gì mày có rồi thì mày để đẩy về bảo là của tao. Đây đang hàng vào qua mọi người tặng đó, tiếp tục. Rồi. Đấy. Đó, cảm ơn ông thầy. Mày giận cá chém xi măng hả? Rồi. Đọc thiệp kìa. Thiệp đâu mà thiệp, đây chỉ là cái địa chỉ công ty người ta gửi về thôi. Thiệp là bên trong. Mày biết được cuốn bao nhiêu cái băng keo mà mày đòi tất. Tại sao vậy được? Ông mạnh lắm. Để cho ra cùng hốt con về. Nhắc quà vậy. Má mày có ghê như sao? Ủa, tôi giả bộ ghê với mọi người đó, được không? Hỏi gì thôi. Mày cho mày lấy cái gì mày giặt đi, cái này nó băng keo nó dính nhiều quá, không có lột hết được. Đó thì làm đi. Thôi, đừng có châm như thế, lấy cái gì giặt ra đi, mắc công. Đây, từ từ nha. Nè. Còn cái váy hồng nữa, ủa váy hồng mấy tờ, 2-3 cái rồi mà. 2 cái nữa. Anh bấm ghim hay gì vậy? Ai ghim nè. Ghim cái gì? Nha. Còn cái đầm hồng đồm đôi nữa anh ơi, cái đó với áo đôi anh đó là sao? Cái đầm hồng nãy mình vừa mới đưa ra. Cái này mà mọi người. Anh gỡ ghim đi. Không, cái này là kiểm duyệt viên ghim chứ anh đâu có ghim. Ủa vậy hả? Nãy giờ anh đâu có thao tác nào? Ủa mưa váy Gucci rồi, váy Gucci tự kiếm lại con nào. Lấy hết rồi mà. Nè, bóp nè. Hết rồi. Váy nè. Ủa làm gì còn cái váy hồng nữa đâu. Hết rồi, hai cái đầm này thôi. Đây là đôi giày nè. Làm gì còn thế. Thì nãy vui rồi mà. Mày nói chuyện đồng hàng qua hồi nãy con vui rồi mà. Quên. Nãy con vui rồi mà. Có hai cái đầm này thôi mà. Có hai cái đầm. Đầm bolo, đầm bolo nào ta? Chưa có sao. Đầm bolo. Ủa đừng nói cái áo mà. Không không, cái này là cái áo mà. Bolo đâu. Đây là cái áo Gucci, cái áo này của Hùng đúng không? Mọi người comment đấy, đây là áo này của Hùng này. Đâu còn cái đầm nữa. Còn cái đầm nào nữa ta? Có hai cái hả? Hết rồi, đúng rồi, mọi người comment hết rồi kìa. Hết rồi. Rồi, hết rồi. Rồi, tiếp tục. Này, món quà này của mày nè. Đó. Bé dâu Ninh Bình. Trời ơi, toàn màu hồng thôi. Quá xịn sò luôn. Hôm nay có thiệp không để đọc nào? Không có. Cho mình ngồi mình ăn kẹt ga luôn. Ăn tiểu đường luôn. Đấy, tiếp tục. Sao lâu vậy? Lấy cái thiệp nào cả. Có cái thiệp chấm không? Còn cái áo. Anh coi thử. Còn cái áo nào ta? Bây giờ mọi người cứ bảo còn cái áo. Cháu không? Cái áo màu trắng này căng lên rồi. Cái màu hồng luôn. Úi dồi. Bà mẹ mày đang bóc quà mà mày làm quà lắm. Bụng kinh quá luôn mày ơi. Bụng luôn. Đang bóc quà mà làm cái tụng thắt. Sợ mày luôn. Ba nghe mùi bóc luôn. Bà mẹ. Không, tôi làm cái gì cả. Thôi, ta lại mày giữ ý thức dùng tao cái. Bao mấy ngàn người đang xem mày thả hơi bà mẹ. Đây, từ từ mọi người. Trên ghế. Trên ghế còn đâu. Trên ghế còn cái gì đâu. Trên có cái gì đâu mọi người. Trên ghế chỉ là cái bút với lại thiệp thôi mà. Có còn cái gì nữa đâu. Hết rồi mà. Cái này là quần áo. Quần áo của mày sao tao biết đâu, từ từ để sắp thiệp này. Nè, gửi con gái. Chúc con luôn bình an mạnh khỏe, yêu con. Áo đen con mặc cùng chân váy caro đen cộng cà vạt đen. Áo da con mặc cùng chân váy caro đỏ cộng cà vạt đỏ nhé. Đó. Rồi này chắc là đồ may đó. Đồ cái đầm giái là của bả rồi. Rồi. Của mày hết, của mày hết. Của mày hết. Rồi. Cái này hả? Thì đó nè, bây giờ ta để sẵn cái nội dung ở đây. Khi nào mà mày cần thì cô giáo đọc cho mày rồi mày sắp xếp setup thôi. Đọc lại cho mày này. Áo đen con mặc với chân váy đen caro cộng cà vạt đen. Áo da con mặc cùng chân váy đen đỏ. Đó nè. Rồi cắt lại đi. Có cái áo đen rộng nữa rồi từ từ đi gom vô rồi về bận. Rồi mọi người. Đây là cái tấm thiệp hồi nãy ở trên cái phần quà tặng cho bé dâu đúng không? À đúng rồi. Đây mình xin được đọc nha. Chào em bé dâu Ninh Bình. Chị là một thành viên của FC Báo Gió Biển.
Chị chúc em luôn xinh đẹp, học giỏi và luôn nghe lời anh Hạt Rẻ. Cảm ơn em và anh Hạt Rẻ đã mang đến năng lượng tích cực. Chính nguồn năng lượng ấy đã giúp chị được tiếp thêm động lực. Chị chúc em và anh Hạt Rẻ luôn an yên, dù hiện tại hay tương lai vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực trong đời sống. Và câu cuối cùng, em muốn nói với anh Hạt Rẻ và bé dâu không được đẩy thuyền anh Sơn cho những người khác, chỉ để dành cho gia đình báo chúng ta nhé. Mà yêu anh Hạt Rẻ và bé dâu. Quá trời luôn. Rồi cảm ơn mọi người đi bà. Mọi người đây. Rồi, anh Sơn là có gì của mình đâu. Rồi tiếp tục. Anh Sơn là chỉ là chồng muốn diễn viên thôi. Có nhiều đối thủ lắm. Từ từ để tôi đọc thiệp nè. Rồi đây là hai cái phần quà y chang nhau, nhưng mà một phần thì dành cho Hoàng Sơn, một phần là dành cho anh Hạt Rẻ và bé dâu. Bây giờ sẽ đọc cái thiệp dành cho anh Hạt Rẻ và bé dâu trước nha. Thân gửi anh Hạt Rẻ và bé dâu, cảm ơn anh Hạt Rẻ đã cùng bé dâu vượt qua bao khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Hiện tại em thấy bé dâu đã thay đổi ngày càng tốt hơn và ngày càng xinh đẹp hơn. Cảm ơn anh người kết nối đã luôn đồng hành cùng bé, và hãy giữ gìn sức khỏe để bước tiếp chặng đường về sau anh nha. Gia đình báo luôn luôn đứng phía sau ủng hộ anh Hạt Rẻ và bé dâu. Chị có ít quà tặng bé dâu của chị. Chúc bé dâu luôn ngoan nghe lời anh Hạt Rẻ và học tập thật giỏi nha. Chị luôn đồng hành cùng bé dâu và anh Hạt Rẻ trên chặng đường sắp tới. Và em cũng cảm ơn anh Hạt Rẻ và bé dâu qua câu chuyện của anh và bé mà em đã tìm được một nửa kia của riêng mình. Wow, xin chúc mừng. Trời ơi, trời ơi. Mình xin được đọc lại nha. Và em cũng cảm ơn anh Hạt Rẻ và bé dâu qua câu chuyện của anh và bé mà em đã tìm được một nửa của riêng mình. Wow, xin được chúc mừng bạn đã tìm được một nửa của mình nha. Thật tuyệt vời. Xin được chúc cho bạn luôn luôn hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống cùng với lại một nửa của mình nha. Thân gửi anh Hạt Rẻ và bé dâu, em sẽ mãi đồng hành cùng anh Hạt Rẻ và bé dâu. Glenda Danh đó, xin được chúc mừng bạn nha, đã tìm được một nửa của mình rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Xin được cảm ơn tất cả món quà của mọi người ngày hôm nay đã gửi dành tặng cho Hồng, cho bé dâu và cho những người bạn thân yêu xung quanh nha. Và bây giờ sẽ là cái thiệp cuối cùng của Sơn đúng không? Rồi ok, cũng là những phần quà rất là tuyệt vời. Rồi, đây. Anh Sơn thân mến, anh ơi trái đất dẫu tròn, anh trốn không kỹ là còn gặp em. Say bia say rượu cũng thường, sao anh không thử chọn đường say em. Nếu anh còn tình em là hạt cát, à nếu em coi tình em là hạt cát, em sẽ đổ cả sa mạc vào tim anh. Úi xôi ôi. Bé Kem, trưởng nhóm FC Bến Tre, xin khiêu chiến với bạn Vân Anh và Uyển Nhi. Một món quà nữa. Bé Kem, trưởng nhóm FC Bến Tre, thân gửi anh Sơn. Rồi, hôm nay là cái gì nhỉ? Hôm nay là Vân Anh và Uyển Nhi lại có thêm được một cái đối tượng mới sẽ cạnh tranh trên con đường chinh phục trái chim, à quên, trái tim của Hoàng Sơn. Rồi, và món quà cuối cùng đây là một bó hoa kẹo mút. Đấy. Ủa, mày má nó đã luộc một cái mất tiêu rồi nữa này. Mày luộc nhanh chứ mày. Ngon à. Sao mất một cái rồi. À, rồi. Bị tột xuống. Rồi, chập xíu mà. Nhưng mà con gái đứa nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi. Được rồi. Đó bà nạt nữa đó, xin gái con nữa nhẹ nhàng lại. Thêm một cái bó hoa kẹo mút. Rồi ok. Thấy bà ăn không? Tôi ra con luôn. Rồi ok mọi người. Đâu rồi, còn cái gì nữa ta? Hết chưa? Rồi ok mọi người. Con đi, mày thay đổi ngay cái cách nói chuyện cho tao nha. Không được nạt nộ mọi người bất cứ ai. Cái gì mà mày không hài lòng thì mày phải nhẹ nhàng. Ví dụ như hồi nãy ta chỉ chọc mày là mày lấy cái cạo mút. Nếu như mày không làm thì mày nói trời ơi ông lại giỡn nữa, tôi có lấy đâu. Hay là một cái câu nói gì vui vui thôi. Ta cũng chọc mày vui chứ ta đâu có gì đâu mà mày nạt độ. Mày nghe các kiểu, ta đều đề nghị mày thay đổi lên cho tao á. Ông nói cũng không có. Để qua đó nè. Đó thì nói nhẹ nhàng lên. Nói nhẹ nhàng lên. Đó thì đó. Rồi là đây. Ok, nói chung là hôm nay quà của mọi người gửi rất là nhiều. À còn món quà nữa nè. Nãy mở rồi. Cái này chưa mở đúng không? Đây mọi người. À, cái này tai nghe, cái tai nghe. Ok, xin được cảm ơn tất cả món quà của mọi người đã dành tặng cho gia đình, thành viên, báo ở đây. Và Hồng cũng rất là trân trọng món quà của tất cả mọi người. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ luôn dành những cái tình cảm đó cho nhau trên cái chặng đường thời gian sắp tới. Và sẵn đây thì Hồng cũng xin được hộp xanh thì ra mọi người.
À, hộp xanh này, hộp xanh này có cái gì đâu? Hộp xanh nào ta? Hộp xanh này nãy bóc rồi mà. Hộp màu xanh này á mọi người, hộp màu xanh này là hồi nãy là bảo quà tặng cho Sơn mình đọc rồi mà. Đâu có cái gì trong đây đâu ngoài kẹo với lại muối với lại tấm hình. Hộp xanh, cái này là hộp hộp thua rồi. Hộp xanh này á mọi người. Hộp xanh này là cái đông trùng hạ thảo gì mà đúng không? Sau lưng. Hộp xanh sau còn nào? Còn nào xanh nào sau lưng nữa? Rồi. Hộp xanh nào ta? Hộp xanh trên ghế. Hộp xanh trên ghế nào ta? Dạ. Có cái hộp xanh này trên bàn mà. Từ từ xem có đấy đúng là cái đông trùng hạ thảo. Đúng rồi mà, đây là cái đông trùng hạ thảo mà cái người tặng cho mình, cái chị tặng cho mình, chị có nhắn tin trên Messenger rồi. Đây. Mọi người đợi hôm xíu nha. Dạ tôi sẽ. Từ từ đầm trong cái hộp xanh. Em bỏ cái này ra đi, không phải rồi này. Đầm trong cái hộp xanh nào ta? Hình a. Chắc là trong cái hộp xanh mà có bánh kẹo quá. Có lẫn chẳng không? Hết rồi mấy bà nội. Bà báo nữa cho bà. Là sao? Rồi hiểu rồi. Dạ nguyên cái hộp màu xanh lá nè, kêu anh hùng khui ra. Ý là khui mày ra. Trời ơi, tao tư duy mấy học trò bây giờ tư duy tầm cỡ vũ trụ rồi, tao giờ quá bây giờ, đừng có vẽ lung tung ra nữa. Rồi cái này mày vẽ ra chắc không bao giờ hết mực thật luôn á. Rồi ok, đây. Đây để tôi bôi, để tôi bôi. Mi. Rồi, mày bôi thôi rồi. Cái này đúng bây giờ không bao giờ hết mực luôn. Chuẩn luôn. Nhưng mà mình gặp em mờ lắm á. Ừ, hơi mờ. Cái này y như kiểu phim kiểu long nữ, mày ngồi mày cầm cái viết đó mà mày triển khai mấy cái đường quyền. Rồi thôi, tạm thời để đó đi, đừng có bôi. Ôi. Mẹ nó vào đồ nghề của nó nữa rồi. Rồi ok, vào ra đây. Cái gì vậy bà? Định nhí với vét vô họng vậy? Rồi xin được cảm ơn tất cả những món quà của tất cả mọi người nha. Sáng nay thì Hồng cũng xin được chia sẻ với mọi người một chút. Đây là một vài những cái lời khuyên của những người bạn mà thường xuyên ngày trước hay cày view cho idol. Họ có lời khuyên rằng là khi mọi người chúng ta vào trong YouTube đó, khi mà Hồng đang công chiếu một cái MV gì đó thì mọi người chúng ta đừng comment các icon vào đó. Nó sẽ bị đánh vào cái việc là spam. Ví dụ như mọi người đang hay comment là anh hạt rẻ bé dâu rồi mọi người lấy cái icon là anh hạt rẻ với bé dâu kèm theo. Và bên cạnh đó là nhiều cái icon khác thì nó sẽ làm cho cái nội dung MV bị YouTube người ta nghĩ đấy là spam. Nên là hy vọng rằng là lần sau khi mà Hùng công chiếu những cái gì mà trên YouTube như vậy thì mọi người không vào comment những cái icon như vậy, nó sẽ bị tránh đi cái spam không mong muốn cho mọi người. Và nếu mà mọi người chúng ta có edit lại những cái nội dung như là trailer này hay là sắp tới là MV chính thức này mọi người có đăng trên TikTok thì Hùng mong là mọi người có thể giúp Hùng ghi nguồn vào. Ví dụ thứ nhất là tag cái tên hai cái TikTok của Hùng vào, bên cạnh đó là hashtag đầy đủ và ghi nguồn lại là thời gian chính xác, hay là muốn xem full thì lên trên cái kênh của Hùng để mà xem được cái MV nó trọn vẹn hơn. Ok mọi người, cảm ơn mọi người nha. Mày đang lấy cái gì? Mày tính lấy cái gì? Xong chưa? Rồi bây giờ mình tạm thời bỏ mấy cái món quà xuống đây. Rồi bây giờ cho Hùng hỏi là mọi người ngày mai, tối ngày mai khi mà Hùng tổ chức cái chương trình hát ở ngoài phố trên cái quán Findeli á, ai sẽ có thể là có mặt để tham gia cái buổi nhạc tri ân này, mọi người cho Hùng thấy cánh tay của mọi người được không? Nào. Mọi người cứ bảo hộp xanh trên ghế làm gì con cái hộp nào đó. Nãy giờ đã cầm ra hết rồi. Đã có cái hộp nào nữa không? Không có. Không còn một cái hộp nào nữa mà nãy giờ mọi người cứ comment hộp xanh trên ghế nào, đây đâu phải là cái hộp đâu, đây là cái bàn mà mọi người. Là cái mà để sản phẩm lên mà. Không còn cái hộp đâu mọi người. Còn gì còn cái gì đó ta? Cái hộp nhìn với bí ẩn dữ vậy. Cái này là cái gì? Cái bộ quần cái áo thôi. Đây là cái hộp áo mà, đâu còn cái gì nữa đâu ta? Còn hộp xanh của... không phải bà. Người ta cơm mình không phải bà. Hộp xanh của áo hộp là ta. Có khi nào mà mang quà xong rồi nãy cái hộp áo vui xì là chỉ có hai cái áo trắng một cái đầm. Đủ hết quà rồi mà mọi người, làm gì còn cái gì ta? Không hiểu. Bí ẩn chồng. Hết rồi đúng không mọi người? Hết rồi. Hộp xanh chung với cái áo. Thử kiếm ghi lại xem còn quà nào mà mình quên mang lên đây không. Không biết luôn á. Hộp xanh có hình nào ta? Hộp xanh có hình nào ta? Thôi hết rồi, ở dưới hết rồi. Đem lên hết đây rồi.
em lên hết rồi. Không, không phải thật đó, nếu như mà có thì mình sẽ tìm để đọc cho mọi người, nhưng mà mọi người cứ comment vậy thì hộp xanh là con mi hả? Vậy thì thôi, nãy giờ mình giải quyết xong rồi mà mọi người đừng comment lại nữa, mình lại tưởng thật đó mọi người. Đã đi tìm mất thời gian con mi đã đi tìm rồi. Rồi ok, coi như là hộp xanh là con mi là coi như xong rồi đúng không mọi người? Con đấy thì không có bóc được. Để nó tự bóc đi. Bóc là bóc lên. Ok, khui hết rồi nha mọi người. Ok, hộp xanh cạnh ông rồi, nó đi rồi đúng không? Rồi xin được cảm ơn mọi người nha. Chứ nãy giờ tôi cứ tưởng thật bác công đi tìm nãy giờ. Nói chung là mọi người cũng vui thôi. Nhưng mà mình đã xong xuôi cái vấn đề đó rồi thì mình không nhắc lại nha, mình lại tưởng là có thật. Nên là đi tìm để tốn thêm thời gian mình ngồi đây livestream với mọi người. Rồi xin được cảm ơn tất cả món quà và tất cả mọi người nha. Là hẹn mọi người vào ngày mai. Chương trình nó sẽ được bắt đầu vào lúc 20 giờ hoặc là sớm hơn một xíu. Và Hùng sẽ đứng ở trên ban công của Film Daily để biểu diễn những cái ca khúc đến với tất cả mọi người. Và ngày mai những ca khúc mà mình hát sẽ là những cái ca khúc mà trong cái buổi offline khi mà đăng ký mà không được hát do cái thời lượng chương trình bị giới hạn. Mình sẽ hát lại những cái bài hát mà mình đã đăng ký với lại chương trình, đăng ký với lại ở bên ủy ban, nhưng mà hôm đó thời gian không có đủ để mà hát trước mọi người. Thì ngày mai mình sẽ hát lại những cái ca khúc mà mình chưa biểu diễn trong cái buổi offline cho tất cả mọi người nghe nha. Rất là nhiều những ca khúc đã gắn liền cùng với Hùng hay là cái những cái bài hát viral cùng với lại Mi ở ngoài phố đi bộ. Mong là ngày mai chúng ta sẽ có mặt tại phố. Ai tới sẽ được phiếu bé ngoa, được không mọi người? Và nếu như mà bạn nào chúng ta xa xôi quá không lên được thì nhớ canh livestream của Hùng để mà xem cái buổi hòa nhạc tối ngày mai nha. Được không mọi người? Rồi xin được cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Hùng với bé Mi trong thời gian vừa qua. Thì hồi nãy thì Hùng cũng có nói với tất cả mọi người đó. Ok mọi người ơi, bây giờ livestream đang có hơn 1.000 người share thôi. Bây giờ mọi người có thể giúp Hùng nhấn vào cái nút share được không mọi người? Tài khoản của mình vẫn đang bị hạn chế đó. Nên là bây giờ mọi người nhấn vào cái nút share livestream giúp cho Hùng đi. Để cho nhiều người họ thấy được cái livestream này hơn. Do là bây giờ tài khoản của mình cũng bị hạn chế nên rất là nhiều người họ không thấy được cái livestream này. Đây là mọi người sẽ giúp Hùng share cái livestream này ra để cho nhiều người họ biết được hơn là mình đang livestream. Rồi bây giờ đã lên hơn 2.000 share rồi. Mọi người giúp Hùng lên 3-4k đi cho nó mở rộng. Rồi mình ngồi qua đây đi. Rồi thì ngay từ đầu live Hùng cũng nói về cái việc mà ngày hôm qua vô tình mình xem được cái video của con Mi ngày xưa nó bươn trải cuộc sống và nó ở bờ ở bụi như vậy. Thì hồi nãy trước khi mà livestream thì Hùng cũng có một cái cuộc nói chuyện riêng với con Mi về cái việc rằng là Hùng muốn là trong thời gian sắp tới là nó tập trung vào cái việc học hành và thành thật với Hùng hơn trên cái chặng đường mà mình đang giúp đỡ nó. Mình không muốn nó nói dối mình hay là không thành thật với mình. Thì Hùng hy vọng rằng là với cái gật đầu hồi nãy của nó sẽ làm đúng những cái gì nó hứa. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới bản thân nó cũng sẽ tự thay đổi nhiều hơn để mọi người chúng ta thấy được rằng là một cô bé. Và thực ra là mọi người chúng ta xem livestream thì mọi người cũng đã thấy rồi. Từ một cái cô bé mà lang thang ngoài đường, cách xa gia đình, cuộc sống nó vất vả, mọi người xem còn ứa nước mắt. Thì hiện tại giờ cuộc sống nó có đầy đủ như vậy rồi. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện cổ tích ngoài đời thường ở đó mọi người. Nên là Hùng hy vọng rằng là mọi người chúng ta cùng có những cái tư tưởng như vậy để xây dựng một cái cộng đồng càng ngày càng văn minh và càng ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Rồi không hiểu sao càng share livestream thì càng tụt view. Ok mọi người nha. Nói chung là Hùng cũng chia sẻ với mọi người rồi, trên một cái chặng đường thì sau một thời gian thì chúng ta sẽ ở lại bên nhau là những người mà họ đồng hành cùng với nhau thật trong cái chặng đường mà xây dựng cái cộng đồng như thế này. Nên là chúng ta đang ở không bên có hỏi xem à. Chúng ta đang ở bên nhau và chúng ta đang cùng lan tỏa những cái điều tích cực cùng với nhau, xây dựng một cái cộng đồng tuyệt vời như vậy. Đấy cũng là một cái điều mà mình rất là vui và hạnh phúc rồi. Rồi Mi, mày có đôi lời gì muốn nói với mọi người không? Khi mà ngày hôm qua rất là nhiều cô chú đã xem được cái clip cách đây 2 năm của mày, và so với thời điểm hiện tại thì bây giờ mọi người đều thấy là mày trắng trẻo hơn, xinh xắn hơn, có cuộc sống đầy đủ hơn. Thì mày có đôi lời gì nói với mọi người không? Mắc cỡ cái gì? Trời ơi, mình chia sẻ về cái sự thật tâm của mày cho mọi người lắng nghe coi nào. Ngại đâu. Anh hãy nạt dữ lắm mà. Nói nào. Người ta mắc cỡ nhau, không nói gì đâu. Mày cảm thấy thời gian qua mọi người dành tình yêu thương cho mình cảm thấy như thế nào? Mắc cỡ quá. Mày mắc cỡ quá, ta cũng mắc cỡ quá. Đừng có như vậy. Cái gì mọi người đang comment cái gì mình đọc không kịp. Có cái gì đặc biệt trong cái bánh thì cái gì nghe đọc không kịp luôn đó mọi người. Bánh nào? Từ để đọc lại coi nào, có cái gì đặc biệt trong cái bánh gì mà mình đọc không kịp luôn. Đợi đợi xíu nha, để mình vào bằng cái máy này coi nào. Cái bánh kem có cái gì đặc biệt, để tôi đọc thử xem nào. Cắt bánh kem ra hả? Bánh kem có gì? Mọi người chưa ăn bánh kem đi. Okay. Bánh kem nào? Bánh kem màu hồng.
anh Kem đây có cái gì đâu, thì lát nữa cắt làm ăn thôi. Chắc có gì chẳng mọi người kêu cắt. À mọi người bảo cắt cái bánh kem đó ra hả? Cắt cái bánh kem màu hồng tặng đó hả? Rồi, cắt ra. Có con dao không? Đây, quên. Không được nhắc cái từ đúng không? Đây cái bánh kem này hả? Rồi cho mày đọc đi. Cho mày cắt. Ôi, dơ, áo tao màu trắng. Rồi, cắt ra đi. Mày cắt có vẻ méo nha. Rồi trong đây có cái gì đâu? Chỉ là một cái bánh kem thôi mà. Rồi. Thích thì lấy làm ăn. Mọi người phải mọi người cứ cắt cái áo. Coi chừng áo, cho tóc mày dính. Có gì đâu mọi người. Rồi, chắc là mọi người chọc mày thôi. Chọc thôi, kêu cắt ra ăn. Đấy. Để... xíu ăn, trời ơi quên nhắc cái bánh kem mới nhớ. Hôm qua bảo mang cái bánh kem bung lan về, anh để cốp xe xong anh về anh quên luôn. Giờ vẫn đang ở trong cốp xe đó. Không biết nó hư không ta. Không, em còn biết nữa. 24 tiếng trôi qua thì chắc cái bánh kem nó hư mất tiêu rồi quá. Rồi ăn đi xem có sự khác biệt gì không. Bánh kem này có cái khác gì với những cái bánh kem khác không? Nó ngọt nhẹ quá. Bánh kem có chữ chồng ơi, nó ngọt nghèo quá. Ngọt nghèo đúng không? Rồi ok, tạm thời bỏ cái bánh kem này. Ăn mấy hộp này cho đỡ tức. Tức à, có chữ chồng yêu thôi là tức dữ. Ông tặng đúng không? Không nha bà, cái này người ta có ghi thiệp đàng hoàng với tôi nha bà. Tao lại về luôn đó mình. Rồi ok mọi người, thì Hùng cũng đã chia sẻ với mọi người rồi. Ngày mai thì mình sẽ tổ chức một cái buổi nhạc như vậy ở ngoài phố. Hy vọng là mọi người chúng ta ai có thời gian rảnh thì mọi người chúng ta cùng nhau ra chung vui. Và nhớ là cùng nhau chọn một cái vị trí đẹp ở mấy dưới. Thì mai tao với mày ra để ta sắp xếp cho nó. Còn mọi người thì chắc là tầm 7:30 có mặt ở cái khu vực đó đi. 8:00 bắt đầu mình lên nhạc. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau gặp tại phố để cùng nhau tạo lên những cái bài tiếp mới. Bây giờ mọi người đang có yêu cầu kìa. Là ngày mai á, một là mày xong ca với tao bài Sóng Gió, còn hai là mày sẽ hát solo bài Đạo Làm Con, cái bài mà hôm bữa mày quay clip mày gửi cho tao đó. Cái bài đó coi như là một bài hát mình dành tặng cho tất cả mọi người. Vậy? Cái bài Đạo Làm Con đó, cái bài mà mày ngồi mày hát ở trên cái bài đó hát sao nha. Đạo Làm Con, tao nhớ là mày hát được đó. Đạo Làm Con đây nè. Khi đấng sinh thành sinh con ra đời, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gì đó. Mai mày hát bài đó đi. Rồi. Mày đừng có đau hỏng tao, không đau hỏng chắc. Mai mày hát. Thế thì mai mày sẽ xong ca với tao bài Sóng Gió. Thần tượng của mày đó. Sóng Gió không hợp đâu, ca đâu. Tao ca đến đâu thì tao sẽ nhắc mày tới đó. Rồi chứ cần ca theo thôi. Hồng trần chín đôi cánh tay. Hoa đời em cho con vuốt say. Đấy, nào, nó con này nè. Từng ngày thơ, còn ngủ mơ đến đêm còn thơ. Lòng người ai đâu có thơ. Một ngày vô cái thơ. Rồi ok, nhiều người đang comment bài Từng Yêu nhưng mà bài đó mình hát cũng hát rồi. Nên là ngày mai là cái buổi hát này thì mình nên hát cái bài nào mà mình chưa hát để nó có nhiều cái sự tuyệt vời hơn, những khoảnh khắc tuyệt vời hơn. Ok mọi người, và ngày mai mình livestream ở ngoài phố thì mình cũng không có bán hàng, mình chỉ tập trung vào cái việc livestream để cho mọi người xem những cái buổi hát và cái sự chào đón cũng như là cái chương trình âm nhạc nó như thế nào thôi. Ngày hôm nay thì Hùng tiếp tục sell những cái 50% với các giá trị combo đơn hàng. Thì hy vọng rằng là mọi người trong buổi phiên live ngày hôm nay cũng có thể ủng hộ được vài trăm đơn cho là ngày mai cái chương trình mà mình biểu diễn ngoài phố nó cũng mang lại được nhiều cái niềm vui nha. Anh gì mà bữa người ta làm vô ông hả mấy bông á. Tân Tùng á. Sao? Không phải ngày mốt mà là ngày 24 hay là hai mấy mới biểu diễn ngoài phố. Cho ra bố chơi đi. Mày yên tâm đi, nếu mà mày muốn ra ra sao có vé VIP cho mày đứng gần sân khấu để mày coi Sơn Tùng luôn. Chứ ai mà đi trà trộn vào cả mấy ngàn người như vậy ngộp thở hết cha, ta canh mày không được. Ai mà đi mà trà trộn vào cả mấy cái ngàn người đó. Ta sẽ tận dụng mối quan hệ của ta xin cho mày vé VIP để tao với mày với mọi người vào trong cái khu vực VIP đứng trước sân khấu mà xem. Ok. Cái gì? Mày bị điên là đi có 3 người, đi phải đi nhiều người.
Tao sẽ xin. Không có bà đâu. Không có bà. Tao sẽ cho mày biết. Mày biết ngày xưa Sơn Tùng biểu. Mày biết ngày xưa Sơn Tùng biểu diễn là tao đứng sát sân khấu, tao bắt tay Sơn Tùng luôn đó. Tao tặng cho Sơn Tùng cái vương miện luôn đó, và tao còn đứng cả chụp hình. Lúc mà đó cái đầu tao vàng khè, tao đứng sát sân khấu cách Sơn Tùng có chưa đến 1 mét luôn đó. Nên là mày muốn đi xem biểu diễn trực tiếp như vậy thì mày để im để xem coi là cái người mà tao quen biết là người ta có làm cái chương trình đó hay không. Nhưng mà những cái chương trình lớn như vậy thì người ta sẽ làm. Thì tao sẽ xin vài vé cho tao mày, mọi người trong văn phòng. Không, không cho ông này đi đâu. Không, tôi đi. Được đứng gần sân khấu. Tôi đi. Bà này đi là túi bả cái lộn. Cái lộn nó mới vui. Yên tâm đi, ok chưa? Nếu mà anh xin được ước tôi phải nhớ ước em về. Mày mày đứng cạnh Sơn Tùng là mày phải học thuộc bài mới nha, Making My Way. Looking for the light, hang the sky, light the light. Ok mọi người, vậy thì tôi sẽ cố gắng lần đầu tiên cho con Mi được đứng trước gần sân khấu nơi biểu diễn của những ngôi sao hạng A, cho nó tưởng tượng và cảm nhận được cái cảm giác nó như thế nào. Và mày yên tâm đi, khi mà tao, nếu mà cái người mà tao quen biết á, họ tổ chức cái chương trình này mà tao xin được vé VIP thì mình sẽ được đi một cái lối đi riêng dành cho khách mời đặc biệt, chứ không phải là trà trộn mà mấy ngàn người chen chúc nhau để chờ mấy tiếng như vậy thì tao làm sao mà tao dẫn mày đi theo kiểu như vậy được. Một mình tao với một vài thằng thanh niên còn được, mày con nít mày chen trộn vào mấy ngàn người rồi đứng chờ cả mấy tiếng đồng hồ thở sao mà được. Đấy là xem hưởng hoài lên cây coi. Con này chắc nó trèo lên cây rồi coi đó. Rồi ok, tôi sẽ thử. Nếu như người đó có người ca sĩ ca chèo cây coi không chứ đâu. Mày biết là cái chương trình gần đây nhất là cái chương trình Heineken Countdown này, mà đợt đó là có mời cái nhóm tên mất tiền, tao quên mất tiêu rồi. Cái này The Smoker, cái gì tao quên mất tiêu này, có nhiều bài lắm. Nhiều bài hit lắm. Đấy, là tao được cái lối đi riêng để vào khu vực VIP nhất để xem cái chương trình đó đó. Nên là mày xem đợi ý, nếu tao cái người mà tao quen hoặc làm cái chương trình này, tao sẽ xin cho VIP cho mày vào coi. Ok chưa? Nhất mày luôn đó, chưa có ai có nhiều cơ hội gọi giống như vậy đâu. Rồi ok mọi người. Bây giờ thì mời Uyên ghim hết sản phẩm đến giúp anh đi. Chúng ta sẽ cùng nhau vừa... Mẹ, bật lên. Chúng ta sẽ cùng vừa giao lưu. À đúng rồi, không phải Space Speaker mọi người. Cái nhóm The Smoker gì mà nổi tiếng đó mọi người, có nhiều bài hit lắm. Ví dụ như Closer đó. Không phải đâu, không phải cái chương trình của CL. CL là cái chương trình khác. Còn trước đó là cái chương trình Heineken Countdown cơ. Countdown cơ, là cái chương trình mà có nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu tự nhiên mình quên tên này, cái gì The Smoker gì đó, mình không nhớ chính xác mà có nhiều bài hát hit lắm. Mà Hùng hôm đó mặc áo sơ mi sọc trắng xong rồi bước đi vào trong cái nơi đó, xong rồi nhiều bạn làm cái video edit lại lúc mà Hùng cầm chai bia mà đứng lên một cái quảng trường nhiều người á, mình không nhớ thì anh quên mất tiêu rồi. Chance Smoker. Rồi cái nhóm nhạc toàn cầu đó mình tự nhiên quên tên rồi, sorry mọi người nha. Trời ơi, tự nhiên quên mất tiêu luôn. Rồi ok mọi người, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cùng với Tuấn vào đây tận dụng trong cái chuyên live ngày hôm nay, tại vì ngày mai mình ra phố mình đâu có hát hò thì được nữa đâu, đâu có bán sản phẩm thì được nữa đâu. Nên là hy vọng là mọi người chúng ta trong phiên live tối ngày hôm nay có thể là cùng nhau ủng hộ mình những cái đơn hàng nhau. Cái bàn để sản phẩm đâu? Đằng sau lưng anh luôn. Rồi ok. Nào, xin mời tất cả mọi người. Hôm nay sẽ có rất là nhiều